Ba nhân vật tiêu biểu sinh ra tại Thừa Thiên Huế. Quý vị và các bạn thân mến, trên mảnh đất Thừa Thiên Huế huyền thoại, lịch sử đã khắc ghi tên những anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, rồi những người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, chân dung lịch sử xin được tổng hợp ba nhân vật tiêu biểu của vùng đất này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1914, mất năm 1967. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong một gia đình Trung Đông. Năm 14 tuổi, cha qua đời, gia đình nghèo, ông bỏ học, đi làm tá điền kiếm sống và nuôi gia đình. Năm 1934, ông tham gia cách mạng trong phong trào Mặt trận Bình dân. Năm 1937, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, lần lượt giữ các chức vụ Bí thư chi bộ, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên. Từ năm 1938 đến năm 1943, ông nhiều lần bị Pháp bắt giam ở nhà lao Huế, lao Bảo, Buôn Ma Thuột. Đến khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì ông được ra tù. Sau khi ra tù và trở lại hoạt động, ông được bầu làm bí thư khu ủy khu 4 và được cử đi dự quốc dân đại hội ở Tân Trào tháng 8 năm 1945. Trong đại hội đảng ở Tân Trào, ông được đặt bí danh là Nguyễn Chí Thanh, được bầu vào ban chấp hành Trung ương Đảng và được chỉ định làm bí thư xứ ủy Trung Kỳ, có nhiệm vụ theo dõi và tổ chức giành chính quyền tại Trung Kỳ trong cách mạng tháng 8. Từ năm 1946 đến năm 1948, ông làm bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên, bí thư phân khu ủy Bình Trị Thiên. Từ năm 1948 đến năm 1950, ông làm bí thư liên khu ủy 4. Cuối năm 1950, ông được bổ nhiệm giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 năm 1951, ông được cử vào Bộ Chính trị. Năm 1959, ông được phong quân hàm Đại tướng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng năm 1960, Nguyễn Chí Thanh tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được cử vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Năm 1961, được giao nhiệm vụ phụ trách Ban Nông nghiệp của Đảng. Trong chiến tranh Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng điều ông trở lại quân đội. Nguyễn Chí Thanh còn là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1961, ông liên tục phát động các phong trào thi đua trong các hợp tác xã, giúp ổn định tình hình phát triển trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của miền Bắc. Từ năm 1965 đến năm 1967, ông được phân công vào Nam giữ chức Bí thư Trung ương Cục miền Nam kiêm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam. Thời gian này, ông lấy bí danh là Sáu Vi. Khi viết báo, ông thường lấy bút danh là Trường Sơn. Tại chiến trường, ông là người đề ra chiến thuật đánh áp sát của Quân Giải phóng miền Nam với phương châm nắm thắt lưng địch mà đánh. Lối đánh này dùng phương châm cơ động áp sát nhằm hạn chế ưu thế hỏa lực của quân Mỹ. Ông mất ngày 6 tháng 7 năm 1967 tại Hà Nội do một cơn nhồi máu cơ tim khi ra Hà Nội để báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình hình miền Nam. Trước khi qua đời, ông cũng đã được trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Ngày nay tại Việt Nam đang có những con phố và ngôi trường mang tên ông. Tại thành phố Huế có một nhà tưởng niệm ông. Sau khi mất, ông được mai táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Đại tướng Lê Đức Anh, sinh năm 1920, mất năm 2019. Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1937, khi mới 17 tuổi, đồng chí tham gia phong trào dân chủ ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Tháng 5 năm 1938, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong kháng chiến chống Pháp, từ năm 1948 đến năm 1950, đồng chí được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng khu 7, khu 8 và đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. Từ năm 1951 đến năm 1954, đồng chí giữ chức vụ tham mưu phó, quyền tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ, tháng 5 năm 1955, đồng chí được cử giữ chức cục phó cục tác chiến, rồi cục trưởng cục quân lực, Bộ Tổng tham mưu, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1963-1964. Trong giai đoạn từ năm 1964 đến 1975, trên cương vị là Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Miền Nam, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Nam, Tư lệnh Khu 9,
Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh Cánh quân Tây Nam. Đồng chí đã trực tiếp tham gia và chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, góp phần cùng quân và dân ta giành nhiều thắng lợi có tính chiến lược, góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1974, đồng chí là một trong hai sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được thăng quân hàm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng. Sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, đồng chí được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia năm 1981, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1986, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương năm 1987-1991. Đồng chí được thăng quân hàm đại tướng năm 1984. Tháng 9 năm 1992, đồng chí được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bầu vào chức vụ Chủ tịch nước và giữ chức danh này đến năm 1997. Sau đó, đồng chí được bổ nhiệm làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 đến khi nghỉ hưu năm 2001. Đại tướng Lê Đức Anh qua đời vào ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại nhà công vụ trên phố Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội. Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi đảng, Đại tướng Lê Đức Anh đã chọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, huân chương sao vàng, huân chương quân công hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất, huy hiệu 80 năm tuổi đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí Phạm Thị Liên, sinh năm 1948, mất năm 1972. Đồng chí Phạm Thị Liên sinh ra tại xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lớn lên trong cảnh đất nước bị chia cắt làm hai miền, hàng ngày chị phải chứng kiến bao cảnh đau thương tăng tóc của nhân dân dưới ách cai trị tàn bạo của bọn Mỹ ngụy. Tình yêu quê hương đất nước và mối thù quân xâm lược cứ lớn dần lên theo ngày tháng. Năm 1963, vừa tuổi trăng tròn, chị đã đạt được mơ ước của mình khi gia nhập đội du kích. 15 tuổi, chị hăng hái nhận và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ gì mà tổ chức giao phó, nên được đồng đội yêu quý, cấp trên tín nhiệm. Đặc biệt, trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1968, tiểu đội nữ du kích do Phạm Thị Liên chỉ huy đã vừa trực tiếp chiến đấu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn đường, tải thương, cứu thương, vận chuyển cho bộ đội. Suốt 26 ngày đêm bám trụ kiên cường trong thành phố Huế, đến ngày 22 tháng 1 năm 1968, tiểu đội của chị được giao nhiệm vụ chặn đánh địch phản kích. Chị Phạm Thị Liên đã chỉ huy tiểu đội chiến đấu tại ngã ba chợ Cống Phường, Phú Hội, diệt và làm bị thương hơn 120 tên lính Mỹ, bắn cháy 5 xe tăng, đẩy lùi các hướng phản kích của địch, giữ vững vị trí trong 8 ngày. Trận đánh đã trở thành một kỳ tích mang tên 11 cô gái sông Hương, được quân và dân cả nước biết đến. Vinh dự nhất là thành tích của tiểu đội chị đã được Bác Hồ nêu gương. Bác đã tặng cho các chị mỗi người một huy hiệu của người. Trải qua thử thách, bản lĩnh của chị càng được tôi luyện vững vàng. Vì vậy, đầu năm 1971, khi mới 23 tuổi đời, Phạm Thị Liên được giao nhiệm vụ làm bí thư đảng ủy xã Hương Long. Đây cũng là thời kỳ gay go, ác liệt nhất đối với quê hương chị. Sau năm 1968, Mỹ ngụy liên tiếp tiến hành các kế hoạch bình định cấp tốc, bình định đặc biệt, bình định bổ sung, kế hoạch Phượng Hoàng, kết hợp hàng vạn cuộc hành quân càn quét, đóng hàng nghìn đồn bốt, chiếm lại hầu hết vùng nông thôn ta giải phóng trong Tết Mậu Thân, kìm kẹp thêm nhiều dân. Xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng là nơi được Mỹ ngụy khoanh vùng để thí điểm các thủ đoạn bình định. Chị Phạm Thị Liên đã cùng với tập thể đảng ủy xã kiên trì bám trụ, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị vũ trang và nhân dân chống phá kế hoạch bình định, lấn đất, giành dân, xây dựng ấp chiến lược của địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 12 tháng 7 năm 1972, trong khi đi làm nhiệm vụ, gặp địch, Phạm Thị Liên tổ chức đánh trả gần nửa ngày, tiêu diệt một trung đội bình định và kịp thời tiêu hủy tài liệu quan trọng trước khi ngã xuống. Chị hy sinh khi tuổi đời chỉ mới 24 và trẻ mãi với nụ cười trong vành mũ tai bèo của người chiến sĩ giải phóng. Quá trình công tác, chị đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý, một huân chương chiến công hạng nhất, hai huân chương chiến công hạng nhì, một huy hiệu Bác Hồ. Chị đã đi xa, nhưng Tổ quốc và nhân dân không quên người nữ cộng sản kiên trung, bất khuất đó. Ngày 20 tháng 12 năm 1994, chị Phạm Thị Liên được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trên đây là ba nhân vật tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế. Quý vị và các bạn có ấn tượng với nhân vật nào nhất?
hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.